Chỉ số Nasdaq đã trở lại và đã đạt được đỉnh cao nhất từ trước cho tới bây giờ hồi hôm thứ sáu mới đây. Và không chỉ riêng là chỉ số Nasdaq, ở trên Facebook và Twitter thường cũng đã đăng là chỉ số S&P 500 chỉ cách đỉnh cũ chỉ có 1% và chỉ số Dow Jones chỉ cách đỉnh cũ chỉ có 5%. Và các bạn thấy được là các chỉ số chứng khoán đã tăng lên và thậm chí đạt được đỉnh mới như là chúng ta thấy là chỉ số của Nasdaq. Và dựa trên tình hình này thì nếu như mà chỉ số S&P hay là Dow Jones đã được đỉnh mới từ trước cho tới bây giờ là một chuyện hoàn toàn có thể mà trong khi các bạn thấy được là tình hình tài chính của Hoa Kỳ bây giờ như thế nào và những bên nào mà thường xuyên theo dõi các video của Thuận thì các bạn cũng đã biết ít nhiều gì tình hình tài chính của Hoa Kỳ là ra sao Bây giờ các bạn thấy được là khoảng cách giữa thị trường tài chính và nền kinh tế đã cách rất là xa nhau Và bài học mà các bạn cần nên nhớ là đừng bao giờ chống chọi với Fed sẽ không có kết quả tốt tại vì các bạn thấy được là các chỉ số được tăng lên như là ngày hôm nay trong thời gian qua đó chính là cái thành quả của những nỗ lực của cục dự liên bang của hoa kỳ cũng như là những nỗ lực được đưa ra bởi quốc hội của hoa kỳ liên quan tới cái gói hỗ trợ nhưng mà nếu như đây không phải là làm giá thì đừng không biết làm giá là gì. tôi sẽ chia sẻ một cách nhìn với các bạn về tình hình của tài chính hiện tại là như thế nào. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Và trong video này chúng ta sẽ nói tới chuyện gì đang xảy ra và những điều đang xảy ra như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đối với những mảng đầu tư như là chúng ta nói tới Bitcoin hay là vàng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là vào trang web thuầncapital.com sau đó bấm vào giới thiệu để các bạn tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter hay là các bạn có thể tìm thấy cái link đó ở phía dưới video này. Thì để hiểu được là chuyện gì đang xảy ra thì các bạn cũng đã biết là sau khi mà dịch bệnh bùng nổ hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 thì các bạn cũng đã thấy là tháng 3 các chỉ số chứng khoán đã đi xuống rất là nhiều và chúng ta không nói riêng ở Hoa Kỳ mà các bạn thấy là khắp nơi trên thế giới chứng khoán đã có cái sự đi xuống giá rất là mạnh thì dịch bệnh xảy ra đã dẫn đến ba điều và ba điều này làm ảnh hưởng rất lớn đối với các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ. Điều đầu tiên đó chính là liên quan tới những cái người trader, những nhà đầu tư thông thường như là thuộc về các bạn. Khi mà dịch bệnh xảy ra thì làm cho nhiều người có cái sự lo ngại tại vì các bạn thấy là sau khi dịch bệnh xảy ra thì nhiều người là cảm thấy là quá nguy hiểm tại vì không biết là những công ty mình đầu tư sẽ ra sao. Cho nên một số những nhà đầu tư họ đã chọn cách an toàn hơn bằng cách là bán đi những cổ phiếu của mình và đưa tiền đầu tư của mình vào những cái mảng đầu tư mà có cái tính an toàn như là những cái trái phiếu ngắn hạn hay là họ giữ tiền mặt hay là thậm chí nhiều người bị thất nghiệp hay là những cái người mà họ cần phải có tiền mặt để mà xoay sở thì họ bán cổ phiếu của mình để mà có tiền thì đây là một trong những cái lực bán để khiến cho cái giá cổ phiếu đi xuống thứ nhì nữa là các bạn thấy là trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì nhiều công ty trên sàn chứng khoán họ làm giá chứng khoán của mình bằng cách là họ dùng tiền mà công ty có dư để mà mua lại chứng khoán của mình ở trên các sàn giao dịch tạo ra cái nguồn cầu để khiến cho giá cổ phiếu của mình tăng lên đó là một cách làm giá và các bạn thấy được điều thứ ba đó chính là những cái tổ chức đầu tư mà những người mà sử dụng nhiều những cái combo trading ở trên những cái sàn giao dịch khi mà dịch bệnh xảy ra thì có sự dao động rất là lớn và trong thời gian đó nhiều tổ chức đầu tư đã tắt con bot cho mình để mà không tiếp tục giao dịch nữa tại vì không biết xu hướng như thế nào hay là một số những tổ chức đầu tư thì lại short thị trường đây là ba cái lực bán dẫn đến cái thị trường cổ phiếu đi xuống rất là nhanh hồi tháng 3 và chứng khoán của Hoa Kỳ tùy theo rồi các bạn nhìn vào là chỉ số nào đi xuống là trung bình khoảng chừng là 25 tới 30% khi mà chúng ta nói tới những cái chỉ số lớn như là S&P 500 hay là Dow Jones thì sau khi mà cái giá cổ phiếu đi xuống mạnh thì hầu hết mọi người đều tin tưởng là cổ phiếu sẽ có sự hồi phục khi chúng ta nói tới là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự tranh cãi ở đây là nhiều người tranh cãi là sẽ hồi phục như thế nào các bạn thấy được là có rất nhiều những cái lý thuyết được đưa ra, nhiều người thì tin là hồi phục hình chữ V có nghĩa là đi xuống mạnh, sau đó chúng ta sẽ có cái sự phản ứng và được tăng trở lại rất là nhanh như là hình chữ V các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhiều người thì cho là chúng ta sẽ có cái sự hồi phục chậm hơn, có nghĩa là hồi phục hình chữ U, hình chữ U các bạn thấy là đi xuống, nhưng mà sau đó là đi xuống một thời gian, rồi sau đó chúng ta mới có cái sự hồi phục mạnh. Một số người thì nói là hồi phục sẽ rất là chậm, có thể là tốn nhiều năm, có nghĩa là hình chữ L sau khi mà đi xuống mạnh, chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu từ từ đi trở lên nhưng mà phải tốn thời gian rất là lâu thì mới trở lại cái giá như là trước đây và một số người là nghĩ chúng ta có cái sự hồi phục hình chữ W có nghĩa là sao nghe đi xuống mạnh sau đó chúng ta thấy được cái sự hồi phục mạnh nhưng mà ngược lại chúng ta không giống như chỉ vi là sẽ có một đợt xuống kế tiếp thì các bạn thấy là cái thị trường sẽ nhìn thấy cái đáy hai lần sau đó mới thực sự là cái đợt hồi phục chính thức có nghĩa là hình chữ W như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì khi mà các bạn nhìn vào cái chỉ số Nasdaq thì các bạn thấy được biểu đồ Nasdaq cho chúng ta nhìn thấy được là hồi phục của Nasdaq cho tới thời điểm ngày hôm nay là hồi phục như thế nào. Thì các bạn thấy được là đây là cái hồi phục nhiều người cho là hình chữ V có nghĩa là đi xuống rất là mạnh và đi lên cũng rất là mạnh và trong thời gian rất là ngắn. Đây là cái sự hồi phục mà nhiều người cho là tốt nhất. Tuy nhiên cái nguy cơ một số người dẫn cho là chúng ta có thể thấy được hồi phục hình chữ W có nghĩa là có thể đã có thêm một đợt mà các chỉ số là đi trở xuống nghĩa là chúng ta thấy cái đáy hai lần sau đó mới thấy được cái sự tăng trưởng thật sự dù sau đây nữa cho đến khi nào mà chúng ta có thêm tài liệu chứ nếu không thì bây giờ nhiều người vẫn tin đây là hồi phục hình chữ V là một cái tình hình rất là tốt trong thị trường tài chính và tại sao lại có được cái sự hồi phục tốt như vậy thì những cái lý do mà nhiều người cho là tại sao chúng ta lại thấy được cái sự hồi phục của thị trường tài chính như vậy thì tại vì liên quan đến là những nỗ lực của Fed đã làm được trong vòng 2 tháng qua cục dự trữ bang của Hoa Kỳ các bạn cũng đã biết là sau khi mà có cái dịch bệnh xảy ra thì cục dự trữ bang đã nhanh chóng đẩy cái phần trăm lãi suất của Fed Fed Fund Rate xuống còn 0% đã đẩy xuống hai lần và xuống tới 0% hồi tháng 3 mới đây thì để mà khuyến khích mọi người có thể là vay tiền kích thích nền kinh tế, đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì mà Fed đã làm đó chính là sẽ hỗ trợ thị trường tín dụng bằng cách là sẽ mua lại những trái phiếu của chính phủ cũng như là trái phiếu của những cái công ty tư nhân để họ có vốn để mà có thể là sống sót, phát triển mà không có sa uh, thải nhân viên qua cái thời kỳ mà khó khăn này. Đây là hai điều mà Fed đã làm cho thị trường và các bạn thấy được là Fed đã đưa ra cái thông báo là sẽ hỗ trợ thị trường tín dụng tới cùng, có nghĩa là hỗ trợ không giới hạn và sẽ mua lại các bạn thấy được là không chỉ liên là những cái trái phiếu à, của những công ty mà những cái trái phiếu mà có cái cơ hội à, người ta trả lời tiền cao hơn mà mua là những cái chân bon có nghĩa là những cái trái phiếu mà của những công ty mà trên cái bờ mà có thể gọi là có thể là bị phá sản nhưng mà fed vẫn mua là những trái phiếu đó để chăm vốn vào những công ty đó để họ không sa thải nhân viên có thể tiếp tục phát triển trong cái thời gian mà cực kỳ khó khăn này và cộng vào đó nữa phép các bạn có đã nhớ là đã mua lại những cái cổ phiếu mà được thế chấp với bất động sản hay là mortgage back securities tại vì để mà cho những cái công ty mà cho vay mua nhà họ có vốn để mà tiếp tục hoạt động thì các bạn thấy được là đây là những nỗ lực được đưa ra bởi cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ và cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thì không thể nào mà đưa tiền trực tiếp cho người dân để mà kích thích nền kinh tế trực tiếp họ chỉ có thể là làm gián tiếp bằng cách là chăm vốn những công ty thông qua những cái đợt mua lại trái phiếu của những công ty để mà châm vốn vào những công ty đó và các bạn thấy được là không chỉ riêng là cục Dự liên bang của hoa kỳ có những cái chiến lược này mà chúng ta thấy được là ngay cả ở châu âu như chúng ta nói tới trong cái video trước đây đó chính là european central bank ngân hàng trung ương của châu âu thì cũng đã tăng cái gói hỗ trợ lên tăng thêm 600 tỷ euro có nghĩa là gói hỗ trợ tổng cộng của ngân hàng trung ương châu Âu đã lên tới 1,35 nghìn tỷ euro và tương tự các bạn thấy là những gói hỗ trợ được đưa ra bởi nước Anh, nước Nhật Bản, Trung Quốc cũng có những gói hỗ trợ và các bạn thấy là không chỉ riêng là của dự liên bang các ngân hàng trung ương đưa ra những gói hỗ trợ này mà ở Hoa Kỳ các bạn cũng thấy được là có những cái gói hỗ trợ được đề xuất và thông qua bởi quốc hội của Hoa Kỳ như là chúng ta nói tới những cái gói hỗ trợ mà đưa tiền đến cho người dân đưa tiền đến cho những cái công ty à, để mà trực tiếp hỗ trợ những công ty đó những tiểu thương đó thông qua cái thời điểm khó khăn này tuy là gói hỗ trợ được đưa ra từ quốc hội của hoa kỳ là có một cái số tiền đợt đầu tiên là đưa đến trực tiếp cho người dân nhưng mà thật ra cái số tiền mà đưa đến người dân chỉ là một phần cái phần lớn hơn là cái số tiền mà đưa trực tiếp cho những cái tiểu thương những công ty mà họ cần à, tiền mặt bây giờ và những nỗ lực này thì nhiều người nói là đã có kết quả sau 2 tháng mà chúng ta cảm thấy là gặp nhiều khó khăn trong đó là chúng ta thấy được là một trong những điều mà khiến cho thị trường chứng khoán đã có cái sự tăng trưởng rất là tốt trong tuần qua như các bạn thấy được là kết thúc thứ sáu mới đây thì chỉ số Dow Jones thứ sáu đã tăng 3,15%, S&P 500 đã tăng 2,62%, Nasdaq đã tăng 2,06% và đạt được đỉnh mới như chúng ta vừa mới nói tới thì các bạn thấy là một trong những tin tức tốt được tung ra đó chính là liên quan tới thất nghiệp thì lần đầu tiên trong vòng mấy tuần qua chúng ta thấy được là cái phần trăm thất nghiệp giảm xuống nhiều người cho là sẽ tăng lên các bạn thấy là đã, đã tăng liên tục trong vòng mấy tuần qua nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được có một cái tin tức tốt được đưa ra các bạn thấy được là cái số lượng việc làm mà đã được tăng lên trong vòng cái tháng qua đã lên tới 2,2 triệu việc làm. Và cái phần trăm thất nghiệp như người cho là đang tiến tới 20%, 25%. Và có thể đạt được cái phần trăm thất nghiệp mà nhiều nhất từ trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là cũng có một sự tiến triển tốt hơn là nhiều người tưởng tượng. Cái phần trăm thất nghiệp hồi tháng vừa rồi các bạn thấy là đã lên tới cái phần trăm thất nghiệp là 14,7%, là 15%. Nhưng mà trong tháng 5 thì phần trăm thất nghiệp đã giảm xuống còn có 13,3% và nhiều người cho là những cái nỗ lực của cục diễn liên bang của hoa kỳ cũng như là những cái gói hỗ trợ của uh, quốc hội đã có thể đã làm giảm đi cái phần trăm thất nghiệp của hoa kỳ và một trong những cái điều mà chúng ta sẽ nói tới bây giờ thì các bạn thấy được là tài chính thì cái chỉ số chứng khoán đã tăng lên đã có một số dấu hiệu là một số những cái nhà đầu tư mà đang lưu trữ tiền mặt bây giờ đang nắm giữ những cái loại đầu tư mà an toàn hơn như là trái phiếu ngắn hạn thì đã có một số dấu hiệu là những cái tổ chức đầu tư đó những cái người đầu tư đã bắt đầu là FOMO và đưa tiền của mình đưa trở vào trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ khiến cho giá cả đã tăng lên nhưng mà điều này là như thế nào có cái sự tăng trưởng lâu dài hay là không có phải là chúng ta đã qua cái thời kỳ nguy hiểm về thị trường tài chính của hoa kỳ và ảnh hưởng như thế nào đối với những cái mảng đầu tư như là chúng ta nói tới là bitcoin thì các bạn trước hết chúng ta hãy nói tới là tình hình bây giờ có ý nghĩa như thế nào đối với chứng khoán thì cái điều quan trọng nhất bây giờ không có gì quan trọng hơn nữa đó chính là cái sự chấp nhận hỗ trợ thị trường của Fed là như thế nào họ có quyết tâm ra sao về hỗ trợ lâu dài thì các bạn thấy được là cho tới ngày hôm nay thì chủ tịch Jerome Powell của cục dự trữ bang của Hoa Kỳ đã liên tục nói là ông ta quyết tâm và hỗ trợ thị trường tín dụng cho đến cùng cho đến khi nào mà chúng ta có được một cái phần trăm thất nghiệp như là trước khi mà có dịch bệnh xảy ra cho nên bây giờ là thị trường tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường tài chính là rất là an tâm về những cái nỗ lực của cục chỉ liên bang và quyết tâm của cục chỉ liên bang cho đến ngày hôm nay chỉ khi nào mà chúng ta nhận được những cái tin tức như là fed có một số ý định là muốn rút lại và không có tiếp tục hỗ trợ thị trường tài chính chứ nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là fed sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường này và giá cả của cổ phiếu là có thể là lại tiếp tục tăng lên đó là cái điều quan trọng đầu tiên điều quan trọng thứ nhì đó chính là liên quan đến là quốc hội của Hoa Kỳ sẽ thông qua bao nhiêu gói hỗ trợ nữa. Bây giờ thì nhiều người vẫn tiếp tục trông chờ cái gói hỗ trợ kế tiếp và các bạn cũng đã thấy là đã bị delay, đã bị trì hoãn lại ở quốc hội. Bây giờ các bạn thấy là một cái cuộc đàm phán giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ thì kết quả như thế nào? Đó là điều mà thứ nhì chúng ta không biết được. Và điều thứ ba đó chính là liên quan tới dịch bệnh. Thì dịch bệnh có trở lại hay là không? chúng ta cũng không biết nhất là khi mà chúng ta đối đầu với những cái cuộc mà biểu tình mà chúng ta thấy được trong tuần qua và những cuộc bạo loạn thì trong hai tuần tới đây chúng ta có nhận được những tin tức liên quan tới dịch bệnh là bị lan tỏa trở lại hay không đó là ba điều mà sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường tài chính và nếu như mà chúng ta thấy là Fed tiếp tục quyết tâm hỗ trợ thị trường tài chính à, chúng ta có cái gói hỗ trợ kế tiếp được đưa ra từ quốc hội và không có dịch bệnh lan tỏa trở lại thì đây sẽ là những động lực để mà khiến cho cổ phiếu tiếp tục tăng lên Nhưng mà có một điều mà chúng ta phải nói tới đó chính là Những cái nỗ lực này không phải là không có tác dụng phụ Các bạn thấy được là một trong những điều mà các quốc gia đang làm bây giờ không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ Đó chính là liên quan tới cái việc in tiền các bạn thấy được là cái số tiền mà các ngân hàng trung ương dùng để mà bơm vào trong thị trường để mà hỗ trợ thị trường tài chính Cái số tiền đó đến từ đâu thì đương nhiên là đến từ in tiền Tại vì đây là một điều mà cũng đã được xác nhận bởi Chủ tịch ông Powell của Cục Dự Liên bang của Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn 60 Minutes mà Thuận đã đăng ở trên Facebook và Twitter cái clip mà các bạn cũng đã nhớ Thuận đăng cách đây khoảng chừng là một tuần thì tại sao các ngân hàng trung ương thì lại tiếp tục in rất nhiều tiền họ không sợ lạm phát hay là siêu lạm phát hay sao thì thật ra các ngân hàng trung ương bây giờ là đang theo đuổi một cái lý thuyết gọi là Modern Monetary Theory có nghĩa là lý thuyết tiền tệ hiện đại thì trong cái lý thuyết này nói là khi mà chúng ta xảy ra những cái cuộc khủng hoảng thì cái điều quan trọng nhất không phải là sợ lạm phát mà cái điều quan trọng nhất là phải khiến cho người dân có công an việc làm có nghĩa là phần trăm người thất nghiệp phải rất là thấp cho nên việc in tiền thì cứ tiếp tục in tiền để mà hỗ trợ thị trường tài chính để cho người dân có công an việc làm chứ không cần phải quan tâm đến cái phần trăm lạm phát tại vì chỉ khi nào mà người dân có công an việc làm họ đóng thuế kinh tế bắt đầu là phát triển trở lại thì lúc đó sẽ có cách để mà quản lý phần trăm lạm phát cho nên lạm phát không phải là một điều mà các ngân hàng trung ương quan tâm hiện bây giờ nhưng mình thật ra như thế nào lạm phát có quản lý được hay là không nếu như mà cứ in tiền một cách mà nhiều như vậy thì điều này chúng ta vẫn không có rõ tại vì chúng ta vẫn chưa có trải qua một cái thời kỳ in tiền nhiều như là ngày hôm nay thì các bạn thấy được đây là tác dụng phụ đầu tiên có thể dẫn đến là lạm phát hay thậm chí là siêu lạm phát cho một số những quốc gia cái tác dụng phụ thứ nhì đó chính là liên quan đến cái khoảng cách giữa người già và người nghèo tại vì các bạn thấy được là trong cái thời điểm hiện tại thì một phần trăm của người giàu nhất trên thế giới đã nắm giữ tổng số tài sản là 37.000 tỷ đô la. Thì các bạn thấy được là lý do tại sao mà khi mà chính phủ in tiền và cục dự liên bang giảm lãi suất xuống còn 0%, thì khiến cho cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, cái khoảng cách đó lại ngày càng xa hơn. Thì các bạn thấy được là tuy là lãi suất của Fed bây giờ là 0% nhưng mà nếu các bạn muốn đi mượn tiền mà có lãi suất thấp thì các bạn phải có cái lý lịch credit tốt, nghĩa là phải có cái lý lịch điểm tín dụng tốt thì các bạn mới có thể là mượn được tiền với lãi suất thấp. Thì các bạn nghĩ là phần lớn những người mà có lý lịch credit tốt là những người như thế nào? Những người mà có cái lý lịch điểm tín dụng tốt là những người mà đã có tiền. Cho nên cái số tiền mà có thể được mượn với lãi suất thấp đó là phần lớn là sẽ được mượn bởi những người mà đã có tiền, họ mượn cái số tiền đó để mà họ đầu tư vào bất động sản hay là họ mượn cái số tiền đó để đầu tư vào những cái mảng đầu tư khác và khi mà lạm phát xảy ra thì tiền pháp định mất giá nhưng mà những mảng đầu tư sẽ được tăng giá những tài sản được tăng giá thì họ sẽ càng giàu hơn trong khi mà những người mà không có cái lý lịch tốt những người nghèo bây giờ thì họ nắm giữ tiền mặt nhưng mà khi mà tiền mặt mất giá thì họ sẽ càng nghèo hơn họ không có nắm giữ những tài sản như những người đã có tiền cho nên các bạn thấy được là một trong những tác dụng phụ khác là khiến cho người giàu và người nghèo khoảng cách đó lại càng xa hơn và đây là một điều mà sẽ dẫn đến những cái cuộc đấu tranh sau này và là một điều không tốt một quốc gia mà muốn phát triển nhiều thì phải có cái số lượng người trung lưu rất là cao tại vì chỉ có người trung lưu mới thực sự là người mà tiêu xài khiến cho nền kinh tế phát triển chứ không phải là người nghèo hay là người giàu nhưng mà bây giờ ở Hoa Kỳ các bạn thấy là cái phần trăm số lượng người trung lưu ngày lại càng thấp đi tại vì một là họ trở thành giàu có còn hai là họ sẽ trở thành nghèo vì những lý do mà thường mới vừa nói tới và trong cái tình hình này thì các bạn thấy là tương lai của những cái mảng đầu tư như là bitcoin như thế nào thì trước hết chúng ta nói tới bitcoin thì các bạn thấy được là khi mà thị trường chứng khoán phát triển mạnh thì thị trường Bitcoin như thế nào các bạn thấy được là chúng ta cũng đã có dẫn chứng là trong vòng 10 năm qua khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì chúng ta chỉ thấy thị trường có cái sự phát triển rất là mạnh thị trường chứng khoán cứ tiếp tục tăng lên thì Bitcoin cũng tăng theo cho nên chúng ta đã có nhiều dẫn chứng cho thấy được là khi mà chứng khoán là một mảng đầu tư mà có nhiều lợi nhuận thì Bitcoin cũng vậy tại vì nhiều người sẽ chấp nhận nguy hiểm cao hơn tại vì đối với một số nhà đầu tư thì đầu tư Bitcoin là một mảng đầu tư mà có nguy hiểm cao cho nên khi mà thị trường tốt thì họ sẽ bắt đầu đầu tư thêm vào Bitcoin Đó là điều chúng ta đã chứng kiến trong vòng 10 năm qua Tuy nhiên, nhiều người thì tin tưởng là Bitcoin chỉ có thể tỏa sáng à, có thể đạt được những cái giá mà nhiều người mong đợi là 100.000 đô thậm chí là 200.000 đô chỉ khi mà chúng ta à, thấy được là thị trường bất ổn và Bitcoin trở thành một cái tài sản an toàn mà nhiều người trú ẩn tiền bạc vào đó khiến cho giá cả tăng lên Nhưng mà ít ra, chúng ta cũng có nhiều dẫn chứng cho thấy được là khi mà thị trường cổ phiếu tốt thì Bitcoin cũng có thể là có cái sự phát triển tốt và nhất là trong cái thời kỳ này Đây là một cái thời kỳ mà cũng rất là phi thường cho Bitcoin Tại vì các bạn thấy là không chỉ là chứng khoán đang có cái sự phát triển tốt về mặt giá cả mà các bạn cũng thấy được là nguy cơ mà bị lạm phát ngày lại càng tăng lên tiền pháp định cơ hội bị mất giá mạnh sau này là một cái điều mà mình nghĩ là rất khó tránh cho nên những tài sản sẽ được đôn lên tại vì nhiều người bây giờ sẽ không có muốn giữ tiền mặt mà họ sẽ đầu tư vào những mảng đầu tư khác trong đó các bạn thấy là đương nhiên là có bất động sản có vàng và có bitcoin và vì lý do đó thì nghĩ là trong vòng vài năm tới đây chúng ta sẽ thấy càng ngày lại càng có nhiều tiền đổ vào những thị trường như là vàng và bitcoin hơn bitcoin sẽ trở thành một mảng đầu tư mà sẽ được quan tâm tới rất là nhiều và chúng ta cũng đã thấy cái sự quan tâm trong thời gian gần đây bởi những nhà đầu tư chính thống như là các bạn thấy được là grayscale đã đưa ra những cái bản thống kê là trong dòng quý 1 năm 2020 đã mua bao nhiêu Bitcoin và Ethereum. Chúng ta đã nói tới chi tiết hơn trong một số những cái video trước đây như là các bạn thấy được là tổng cộng cái số tiền mà đầu tư hàng tuần trong quý 1 à, đầu tư vào Bitcoin là gần như là 30 triệu đô la từ công ty RayScale và nếu như chúng ta nói tới Ethereum thì khoảng chừng là 8,5 triệu đô la mỗi tuần được đầu tư vào Ethereum từ công ty RayScale và các bạn thấy được là không chỉ là RayScale mà chúng ta có à, những cái công ty lớn khác như là Bloomberg cũng đưa ra những cái dự đoán giá rất là tốt đối với thị trường Bitcoin chúng ta đã nói tới trong một cái video trước đây liên quan tới dự đoán giá của Bloomberg cũng như là chúng ta thấy là những nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones cũng đã bắt đầu là đưa một phần tài sản vào trong Bitcoin và tính tới thời điểm hiện bây giờ thì Paul Tudor Jones nói là đã có 2% của tổng tài sản trong quỹ đầu tư của công ty của Paul Tudor Jones đã đầu tư vào trong Bitcoin và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit tham gia sàn NEPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm Các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao Các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới Chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin Các bạn có thể tham gia sàn Binance Tham gia thông mô liên của thuật Capital phía dưới Các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch Sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn